Sao canh thì đổ vào đấy. Em vừa biết đâu đâu. Đây là chuột nó phá. Hai quả thương gió này Hồng ơi. Sao cái vòi này nhá, em để ý nhá, đừng để nó gấp như này nhá. Móc lên đây này, móc lên như này nhá. Thì nó sẽ không gấp, thì nó nước nó sẽ chảy ra nắng. Nhưng mà cái này em không dùng hấp. Không dùng hấp gì? À. Quá dùng à, tức là không dùng hấp đúng không? Hấp thì lựa hấp bằng lò gì? Đây không có món hấp. À không có món hấp à? Tức là quán cà phê thì bánh trái thôi hay gì? Có đang dùng chủ yếu là nướng nướng không không dùng hấp. Ừ. Cái nhiệt độ là em đặt đây, có nhiệt độ trong lò có chuẩn không? Có chính xác không? Chính xác à? Độ. Nói chung là báo bằng điện tử là thì là chuẩn. Lò mà có cái báo điện tử sẽ chuẩn. Concept Faco. Nói chung thằng Faco này là cũng nổi tiếng. Đây là cái lò về nó chế lại thôi. Anh nhìn thấy chứ. Về nó chế lại cũng bét. Đúng rồi. Với cái nước này nó cắt hết đấu quét quét. Đúng rồi. Mua kiểu xác về. Đấy. Đóng điện rồi đấy. Thế em bật cái nút này làm gì? Đấy, nút hấp đi anh. Hấp à? Đấy. Không bao giờ dùng luôn. Thế là chỉ vào bật công tác, chỉnh nhiệt độ, chỉnh thời gian, xong, đúng không? Thời gian em cũng chẳng rồi, chẳng. Chẳng chỉnh á? Thì em không dùng cái này, em dùng đồng hồ bấm giờ. À, dùng đồng hồ bấm giờ. Em không dùng. Em toàn để chế độ tắt hoặc là để 60. Để luôn 60 tối đa này. Kệ. Rồi. À, nhiệt đang tăng rất nhanh này. Để 100 độ. Cái này chạy bao pha thì nó kinh rồi. Sợi đỗ nó tăng nhiệt kinh khủng khiếp. Đấy, tăng. Cái lò bình thường thì đợi sốt ruột luôn. Lò này là ví như lò công nghiệp rồi thì nha là chuyên vào nhà cái sản. Ờ đúng rồi. Để xem 100 độ có ngắt không. Cái này nó bị phồng bên thân rồi. Không biết là có vấn đề gì không. Mai cháy luôn được. Đúng. Mai hỏng luôn được. Đéo phải bảo hành. Bảo hành cái này á? Đó là 6 tháng mà. Bảo hành cái này thôi thì. À. Thì hôm nay mới được 4 tháng. Ừ, nó đã cong vênh rồi. Bởi vì tại sao là người ta lắp cho em ấy, người ta không tư vấn cho em ba cái quạt này. Bởi vì người ta lắp mà người ta nhìn thấy ba cái quạt này nó không quay á, thì người ta phải tư vấn cho em để làm gì để bảo vệ cái này. Còn nếu mà quạt nó hỏng này rồi nó sẽ hỏng ngay cái này. Bởi vì nó nhiệt độ nó trong lòng nó hấp hơi nhiệt sang đây nó cao và nó sẽ làm hỏng cái này. Cho nên nếu mà muốn bảo vệ thì phải thay cái ba cái quạt gió này. Nó làm mát cái khoang điều khiển này. Xem lên 100 độ thì vào đây anh để 100 rồi mà. Nó là xe đốt, 3 xe đốt, mỗi xe đốt 1 pha. Át 3 pha luôn. Có các chế độ này. Nhưng mà công tắc của nó bỏ hết rồi. Thay vào công tắc bấm này. Chắc là cái máy lò nướng xịn lắm. Nó không là que trọng tâm. Ờ đúng rồi. Nhưng đứng tâm rồi. Ừ. Đã lắm. Xem 100 độ là có ngắt không? Con này nướng liền quạt luôn, nó không có chế độ tắt quạt. Nhiệt, đạt nhiệt là nó tắt đi. Ờ đạt nhiệt thì nó tắt.
Đây là quạt nó thổi khi nhiệt sang. Chín nhăm rồi. Ngắt rồi, chuẩn. Đây là ngắt cấp nhiệt cho sợi đốt rồi. Vẫn lên vài độ. Đúng rồi. Bản thân cái sợi đốt thì nó là chở nung mà. Thành ra là nó vẫn còn đang nóng. Cái nhiệt độ trên cái đầu cảm biến ở bên buồng này này, nó khác với cái nhiệt độ trên thân của cái kia. Thành ra mình đây là nhiệt độ trên cái cảm biến thôi. Bây giờ nó tụt thì là được, nó vẫn đang tăng thì chưa được. Đây là số này. Quạt nó thổi mãi thì nó không phải xuống. Thường thì em nếu mà nướng muốn chấm độ em để nó non một tí. À. Kiểu. Nó sẽ nhỏ hơn đúng không? Kiểu. Ừ. Nhỏ hơn là mức lượng, mức nhiệt độ cho cần thiết. Còn cái này nó giữ 100 độ chuẩn này. Đấy, nó chênh này. À, khi mà em test cái cảm biến này nhá, em sẽ để cho nó ngắt, bật ngắt mấy lần đi. Thì lúc đấy nó sẽ ra cái đèn nhiệt độ chênh. Được không? Tức là nó nhảy đèn xanh nhá, nó lung tiếp. Sau vậy, tức là em để 100 độ nhá. Nhảy đèn xanh nó lung tiếp xong nó lại ngắt đèn đỏ. Sau rồi nói chung là để 3-4 lần. Thì cái nhiệt độ chênh lệch giữa cái này và nhiệt độ em đặt này này là cái nhiệt độ chênh lệch thì em bớt đi gần đấy nhiệt độ là được. Đó. Khi mà nó ngắt rồi mà nó vẫn còn 120 thì em bớt 20 độ đi chẳng hạn. Nhưng mà phải để nó ngắt 3-4 lần thì nó mới ổn định nhiệt độ được. Nhưng mà cái hiệu chỉnh nhiệt độ đấy là để cho kỹ sư làm. Thường là cái hiệu chỉnh nhiệt độ này này nó sẽ liên quan đến cái ông kỹ sư, ông khi mà ông xong cái em chỉnh ở đây 100 là nó phải ra đủ 100. Đấy, đấy hiệu chỉnh nhiệt độ này. Đây em để thang đúng 100 này, mà ra 120 này. Nó hơi khác. Đấy, đang tụt đấy. Rồi, ok.